người xưa nói: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là nói tập tánh. Bạn thường hay ở chung với thánh nhân, bạn liền thành thánh nhân. Bạn thường hay ở chung với người ác thì bạn thành người ác. Bạn thường hay cùng người tà tri tà kiến ở chung, bạn liền biến thành người tà tri tà kiến. Đạo lý này chính là như vậy. Hôm qua có vị đồng tu có câu hỏi rất hay. Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày đều ở trên mạng. Những thứ ở trên mạng thì rất phức tạp. Hay nói cách khác, duyên của 10 pháp giới đều ở trong đó. Chỉ xem bạn thân cận với thứ nào. Ở trong đó có Phật, có Bồ Tát, cũng có yêu ma quỷ quái, cũng có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Xem bạn chính mình thân cận với thứ nào. Bạn mỗi ngày chỉ mở một môn học, học Phật bạn nhất định sẽ thành Phật. Ngoài việc học Phật ra, bạn vẫn muốn thân cận với yêu ma quỷ quái thì khẳng định bạn không thể thành được Phật. Vì sao vậy? Vì phiền não tập khí của bạn rất nặng. Yêu ma quỷ quái có thể làm thỏa cái sở thích của bạn, có sức mạnh mê hoặc rất lớn. Bạn chắc chắn sẽ đi theo họ. Đi theo họ thì đi đến nơi nào vậy? Đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ súc sanh. Cõi thiện chắc chắn sẽ không có phần của bạn. Tất cả đều ở nơi một niệm tín tâm của bạn. Bạn xem cái tín tâm này của bạn có quan trọng hay không? Tôi giảng kinh thường hay phụng khuyến quý vị: một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu.